còn ở đó làm gì? Chia đình đám trâu ra, nhanh! Hay! Dâu tàu! Anh nó lại vậy? Dạ, là thằng lính. Nó con nhà ai? Dạ, nó họ Đinh, là cháu gọi ông Trác bằng chú. Ba nó làm quan ở tận trong hang, nhưng vừa mới chết, mẹ nó đem nó về đây, ở nhà ông Trác. Ghê ha, biểu nó gặp tao. Không chịu tới. Sao lại không chịu? Nó nói anh là cái gì mà bắt nó phải quỳ lạy. Rồi mày nói sao? Em nói anh là đầu đỉnh ở đây. Nó nói sao? Nó không cần biết, anh muốn gì thì gặp nó. Thằng này láo thật. Ông sẽ dạy cho mày biết thế nào là lễ độ. Nhóc con uống nước mà làm như uống rượu. Ông này giả bộ thấy ghê quá. Ông đây là ai không? Đi uống, nói cho nó biết khi còn chưa muộn. Anh cả đây là đầu lĩnh của bọn Chăn Châu làng này. Chăn Châu mà cũng có đầu lĩnh ư? Rõ là ngu. Đầu lĩnh tức là cầm đầu tất cả bọn mình, nói gì cũng phải nghe. Rồi còn được gì nữa? Thì được quyền ở không. Tụi mình phải thay nhau chăn châu cho đầu lĩnh, lo cho đầu lĩnh thức ăn lót lòng mỗi ngày. Vậy là hắn muốn ở không? Chơi cha người ta. Sao tự dưng tụi bay lại chịu? Không chịu thì ăn đòn vậy thôi. Té ra đây chỉ là trò ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ mạnh hiếp yếu. Đối với tao thì đừng có hòng. Láo thật, cha mày chết rồi chứ không còn làm quan nữa đâu nha nhóc. Sao mày dám xúc phạm đến cha tao? Rồi sao nhóc? Tưởng hổ ai nhà thỏ. Quỳ lại đi, anh cả sẽ tha cho mày. Tôi đã dạy đó. Anh lĩnh truyền lại tụi này nghe. Anh lĩnh, ngày mai anh giao châu cho em nha. Còn phần ăn uống để em lo. Từ nay châu của mình thì mình chăn, mọi người tự lo miếng ăn, không ai được quyền bắt nạt ai nữa. Sao hôm nay con về trễ quá vậy? Sao người con dơ bẩn vậy nè? Lại đánh nhau u đầu sức tráng nữa rồi. Thôi đi vô mẹ tắm cho rồi con ăn cơm. Khổ thân tôi. Con lớn rồi, mẹ cứ để cho con tự lo liệu mọi việc. Cậu lĩnh đâu rồi? Sao cậu ấm? Đi chơi rong thỏa thích rồi, giờ này mới chịu về à? Cháu xin lỗi thím.
cháu mới đi chăn trâu ngày đầu nên không biết. Dạ, mấy đứa trong làng chúng nó đều như vậy cả. Đó là tụi lêu lỏng. Trâu nhà này cứ mặt trời xuống sau núi là phải được đưa vào chuồng. Nghe rõ chưa? Dạ nghe. Ai nghe? Dạ, cháu nghe. Gớm, cái gì thế kia? Mới ngày đầu mà đã giỏi kiếm chuyện đánh nhau rồi. Con nhà này có người như vậy à? Thưa, tại nó bắt nạt cháu, lại còn xúc phạm đến cha cháu. Nhà này là nhà gia giáo nhất làng này, dù bất cứ tình huống nào cũng không được đánh nhau. Thưa, gia giáo mà cũng phải chịu cho người ta bắt nạt sao? Nói cái gì? Dám hỏi ngược lại tôi à? Hả? Mẹ cậu thì khéo dạy con ha. Đồ mất dạy. Thím không được mắng chửi cháu như vậy. Mày dám? Tính khí ngang tàn như vậy thì đừng hòng ở được trong nhà này nữa. Xéo, xéo ngay. Nhà cửa, ruộng đất này đều là hương quả của ông nội cháu để lại. Đinh Bộ Lĩnh này là cháu đích tôn, thím không có quyền đuổi cháu. Hết thời rồi mà còn bà. Ông coi mà dạy cháu ông đó. Nó đi chăn trâu về muộn, tôi lo lắng dạy bảo, mà nó hỗn láo mắng lại tôi. Lĩnh, xin lỗi thím đi con. Con đã xin lỗi rồi. Thôi, tôi xin bà. Lĩnh à, con lo đi tắm rồi phụ dọn cơm đi con. Đi dạ, con xin nghe lời chú. Con nhà Tông mà, không giống lông cũng giống cánh. Biết đâu sau này nó không quên công lao của bà la mắng. Bộ tưởng sau này dễ làm vương làm tướng lắm. Cho tôi có phước. Bà, thấy người sang bắt quàng làm họ. Bà. Bốn lên. Bên ngoài thắng. Anh em tụi mình hòa nhau nghe. Mình ra chơi đi. Tôi có lỗi với anh em. Không sao đâu, ngủ một giấc là quên hết rồi. Số 1 lên, số 5 lên, số 4 lên, số 2 lên. Số 3 chạy. Số 3 lên, số 5 chạy. Anh em, anh cả đã biết lỗi, vì vậy tất cả chúng ta đều là anh em. Chúng ta tiếp tục chơi. Tôi sẽ làm trọng tài để hầu các anh em. Để cho tôi. Số 5. Có chuyện rồi. Băng nhóm Năm Sẹo ở làng bên, tụi nó hung hăng lắm. Năm Sẹo là ai vậy? Trong đám này không có nó. Thằng đi đầu là Tâm Dồ, là đàn em đắc lực của Năm Sẹo. Chót, tụi bay được chơi đây, nghe chưa? Đại ca Năm Sẹo truyền lệnh, kể từ ngày mai, đồi cỏ này là của bọn tao. Tụi bay phải lùa trâu đi chỗ khác kiếm ăn. Còn nếu ngoan cố bén mảng tới đây là ăn cái này. Đi chỗ khác, nghĩa là sao?
Đồ ngu, tao không nói nhiều. Đồi cỏ này là của làng tao, tụi bay không được sinh sự. Đó là lệnh. Mày sắp chết rồi đó Châu Điên. Tụi bay không nghe lệnh thì đừng trách đại ca của tao. Giỏi gì anh cả, tay em mà còn dám ra mặt lộng quyền như vậy, chắc cậy thế gì đây. Nhưng cũng nên dọn dẹp sạch mấy thằng này. Tiến lên. Mày về nói lại với thằng năm sẹo năm xiết gì đó, khôn hồn thì bỏ thói tham lam gây rối ức hiếp thiên hạ đi. Chắc mình sống không yên đâu, tụi nó rất đông mà cũng đồ lắm. Giao đồi cỏ này rồi thì lấy gì cho trâu mình ăn? Không đi được. Nhất tự vi sư. Nhất tự vi sư. Bán tự vi sư. Bán tự vi sư. Nghĩa là một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Lĩnh, mẹ tin con, nhưng con phải chú trọng sắp xếp thời gian học hành. Người mà ngày nào không đọc sách thì mặt mày u mê tâm tối ngày ấy. Sợ ma cái nổi gì nữa. Ê, bạn bán cái đá rồi về. Tiêu, Tiêu. Năm sẹo giỏi đánh nhau lắm hả anh? Ừ. Bạn anh không? Có đánh với nhau mấy lần, nhưng thua nhiều hơn thắng. Ngày mai tụi mình tính sao ra anh Lĩnh? Bên mình ít hơn bên đó, phải dùng mưu kế mới mong thắng được. Tôi đã nghĩ nát nước rồi, chỉ còn cách dùng thế đánh bất ngờ. Quyết bắt cho được tên cầm đầu là thằng năm sẹo. Đúng, đúng rồi, tóm được thằng năm sẹo coi như chúng ta thắng chắc. Bây giờ chúng ta lên đồi cỏ bắt tay dàn trận. Đi thôi anh em. Giờ này mà tụi nó còn mới ngủ. Quân đâu? Dạ. Tâm vô, dẫn 20 đứa chia ra núp ở các bụi cây. Chờ tụi nó mò lên là bọn mày thịt. Đứa nào bắt được thằng Lĩnh, tao thưởng công to. Dạ. Còn đu bay, theo tao lên đời. Theo tao vòng qua phía sau rồi. Tụi nhỏ đất hoa lương, tụi nhỏ đất
tuyệt đối im lặng. Phấp phới bông cờ lau, phấp phới bông cờ lau, sắc đồng hào ấm tân, tiếng reo hò trên mình châu. Tụi nhỏ đất hoa lư, tụi nhỏ đất hoa lư. Anh em ơi, phấp cờ lau, ông chung quân tiếng cầu mang quân theo. Lưu Vinh, đâu có dễ như vậy. Đâu có ngờ thằng Nam Sẹo bị mình tóm đầu nhanh như vậy. Mưu kế của Lĩnh Lì hay thiệt. Trói hai đứa nó lại với nhau. Quỳ xuống. Đây là hai tên cầm đầu, luôn luôn sinh sự đánh nhau, ức hiếp anh em bấy lâu nay. Xin đại dương hãy xử tội. Nam Sẹo, Tâm Vô, hai người đã tâm phục khẩu phục chưa? Không phục. Tao chỉ sơ ý nên mất dàn kế của tụi bay. Có ngon thì một chọi một đấu việc với nhau mới là hảo hán. Đấu vật nghĩa là sao? Không biết đấu vật là gì mà cũng đòi làm đại vương. Nghe tôi giải nè. Hai đứa ôm nhau vớt trong vòng tròn, ai bị đẩy ra khỏi phòng là thua. Có ngon thì thả bọn tao ra, mỗi bên chọn 9 người, ai rớt đài nhiều hơn là thua. Tao đoán chắc đội quân ốm đói của mày không dám rồi. Tầm thường quá, không cần phải đấu với nhau như vậy cho phí sức phí thời gian. Chỉ cần ta với mi. Chỉ cần ta búng tay nửa hiệp là mày toi đời, thằng nhóc ơi. Cởi trói cho nó rồi nó sẽ biết thế nào là lễ độ. Xin mời ngài vào đây, đò đất. Nhớ, thua là giao hết đàn em và cả cái đồi cỏ này cho tao định đoạt. Khá khen, mày có gan lấy trứng chọi đá. Tao đặc biệt dành cho mày một ân huệ. Nếu toàn quân mày chịu ngoan ngoãn quy phục thì riêng mày sẽ được cho trâu ăn cỏ ở đây. Nếu mày thua thì sao hả Năm Sẹo? Thua thì tao sẽ tôn mày làm đại dương thứ thiệt. Đại dương, nhanh tay đại chân, xông vào đi chứ, đại dương.
rồi. Đại dương. Từ nay anh em hai làng chúng ta là một, sẵn sàng bên vực giúp đỡ nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Anh em có chịu không? Anh em bắt con trâu của ta làm thịt khâu á. Văn võ song toàn lại giỏi mưu lược và có biệt tài thu phục nhân tâm. Cậu bé trăn trâu vua Cờ Lao Đinh Bộ Lĩnh khi lớn lên đã quy tụ được nhiều bộ tướng tài năng trong vùng. Lúc đó đang là thời kỳ loạn lạc cuối triều Ngô năm 950. Sau khi vua Ngô Quyền qua đời và tướng quân Dương Tam Kha làm phản cướp ngôi, dẫn đến một cuộc tranh chấp quyền bính hỗn loạn ở triều đình. Trên khắp đất nước đã nổi lên 12 người đứng đầu 12 lãnh địa, gọi là thập nhị sứ quân, mạnh ai nấy cai trị nhân dân trong vùng. Đinh Bộ Lĩnh kéo thuộc hạ về đầu quân dưới trướng sứ quân Trần Lãm ở Thái Bình. Đất nước bị chia sẻ tan nát và đánh nhau liên miên bởi 12 sứ quân đã khiến cho đời sống nhân dân vô cùng cực khổ. Được sự giúp sức tài tình của Đinh Bộ Lĩnh, sứ quân Trần Lãm đã lần lượt đánh thắng và thu phục 11 sứ quân khác. Năm 968, sau khi Trần Lãm chết, Đinh Bộ Lĩnh được thừa kế binh quyền và rút quân về đóng ở vùng đất quen thuộc Hoa Lư, Ninh Bình, nơi chăn trâu ngày xưa. Tại đây, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua, xưng là Đinh Tiên Hoàng Đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt. Ông cho xây cung điện, chế triều nghi, đặt trăm quan, chia đất nước ra làm 10 đạo, lập nền xã tắc. Trong lịch sử Việt Nam, có thể nói Đinh Bộ Lĩnh là một vị vua nổi tiếng thao lược từ thuở nhỏ và đã lập nên nghiệp lớn từ bước xuất thân là một trẻ chăn trâu.